Được đánh giá là một loại cây tiềm năng có giá trị kinh tế cao. Thế nhưng trên thực tế, khi Thanh Hóa thực hiện triển khai trồng mắc ca ở một số địa bàn trên địa bàn tỉnh, thì loại cây này có năng suất cho năng suất quả rất khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về thời tiết, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng. Do đó, tỉnh Thanh Hóa đã vừa quyết định dừng quy hoạch phát triển trồng cây mắc ca trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 2 hecta với 500 cây mắc ca được trồng khảo nghiệm tại khu vực rừng phòng hộ của huyện Thạch Thành. Mặc dù đã được thu hoạch từ 2 năm nay, nhưng năng suất lại không đều tại các vị trí khác nhau. Những cây trồng ở lưng và đỉnh đồi đạt năng suất từ 6 đến 7 tạ trên 1 hecta. Trong khi đó, thì khu vực đỉnh đồi được kỳ vọng cho năng suất cao hơn nhưng cũng chỉ đạt được 3 tấn trên 1 hecta. Việc đầu tư trồng loại cây này cũng tương đối cao, dao động từ 80 đến 100 triệu đồng cho mỗi hecta. Đây được xem là số tiền không hề nhỏ đối với người nông dân, nên chưa thể áp dụng rộng rãi nếu như không có những tính toán kỹ lưỡng. Ngoài diện tích mắc ca được trồng khảo nghiệm, trên địa bàn huyện Thạch Thành hiện có khoảng 30 hecta do bà con nông dân tự trồng.